một con len cực kỳ tuyệt vời cho anh em nào mà thích chuột kiến trúc nội thất phong cảnh. Đây là 14-35 F4, rất là gọn nhẹ luôn nha. Con này sẽ không có nút lốc nhá. Qua bên này đây, AF và nút chống rung. Chống rung sẽ hoạt động vô cùng hiệu quả khi kết hợp với chống rung body nữa. Con len này có chống nước nha. Mình thấy là tất cả những con len chỉ đỏ của Canon thì đều có chống nước hết rồi. Và màu sắc cho ra thì cũng rất là tốt. Đây, có nút cày 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 nữa. Anh em có thể set là ISO hoặc là chỉnh khẩu tốc gì đó. Như mình vừa nói ấy, thì chất lượng hình ảnh con này rất là tốt. Màu sắc cho ra anh em không thể chê vào đâu được. Còn góc 14 này thì ở trung tâm nó sẽ khá là nét. Còn phần rì á thì nó sẽ hơi bị xót nhẹ. Còn từ tiêu cự 20 đổ đi ấy, thì anh em có thể thấy là con này sẽ vừa nét ở trung tâm cũng vừa nét rì luôn. Rất là tuyệt vời. Hiện con len này đang bán với giá là tầm khoảng 30 triệu cho hàng mới đó. Cũng khá là thơm so với thời điểm nó mới ra mắt. Và hút con này thì hoàn toàn có thể tháo được em nhé. Tháo ra, nhét vào luôn, nó còn nhỏ gọn hơn nữa. Tổng qua lại á, thì con len này cũng như bao nhiêu con len RF chỉ đỏ mới Canon thì mình đều rất là thích. Bởi vài yếu tố, thứ nhất là chất lượng build của nó nhìn khá là đẹp này, chắc, chống nước. Và thứ hai là chất lượng quang học khá là tốt, từ màu sắc này đến độ nét này. Và thứ ba, thiết kế len mới thì khá là nhẹ, dễ dàng mang du lịch nha. Trừ con len 28-70 F2 đó, con đấy dành cho dân rất là chuyên nghiệp rồi thì mình không bàn tới. Còn lại những con len khác thì đề cao cho anh em nào mà có thể mang đi du lịch được luôn đó. Rất là gọn nhẹ. Ok, và video của mình tới đây thôi nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.